không thể nào hoàn thành nhiệm vụ nếu mà thiếu sự phối hợp. Để năm vừa qua thì lực lượng quản lý thị trường rất là quan tâm phối hợp với cả các lực lượng chức năng, đây là có đặc biệt là lực lượng công an, biên phòng, hải quan, đơn vị tuyến đầu, trong nội địa, lực lượng công an cũng như là thanh tra các chuyên ngành. Và đặc biệt là với vai trò thành viên ban chỉ đạo tạm chính tỉnh thì ở các địa phương thì hầu hết các bộ quản lý thị trường thì là giữ vai trò là thường trực ban chỉ đạo ban tạm chính của các tỉnh, và ban chỉ đạo ban các tỉnh thì cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh để tốt việc này. Ngoài ra thì với cái sự chỉ đạo của ban thường trực ban tạm chính thì tổng cục thị trường cũng thực hiện rất là nghiêm túc kế hoạch chuyên đề của văn phòng thường trực ban tạm chính triển khai chỉ đạo xuống đến các tuyến quận huyện. Lực lượng thị trường thực sự là cái lực lượng mà gắn bó rất là chặt với cả chính quyền địa phương, các huyện, các xã để cùng với cả thanh tra chuyên ngành lực lượng của địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.